các bạn đồng nghiệp và các quý vị, các điểm cầu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi trực tuyến ngày nay với bài báo cáo của Phó Giáo sư Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về ứng dụng NIM trong phẫu thuật tuyến giáp. Xin mời thầy Trung ạ. Vâng, kính thưa các quý đồng nghiệp, tôi được bệnh viện phân công là giới thiệu một cái kỹ thuật, đó là cái ứng dụng với máy dò thần kinh trong phẫu thuật tuyến giáp đối quý đồng nghiệp. Đây là một cái phương tiện hiện đại mà có thể ngang tầm với cả thế giới trong việc phẫu thuật tuyến giáp để góp phần nâng cao cái chất lượng điều trị trong phẫu thuật tuyến giáp. Thì chúng ta biết là phẫu thuật tuyến giáp thì có nguy cơ là liệt dây thần kinh thanh quản quạt ngược và có thể gặp ở bất cứ đối với phẫu thuật viên nào với tỷ lệ có thể từ 2% đến 11%. Nếu liệt một bên thì chúng ta sẽ bị bệnh nhân của chúng ta sẽ khàn tiếng. Nếu mà liệt hai bên thì bệnh nhân sẽ khó thở thanh quản, có thể tăng dần. Việc bảo tồn dây thần kinh thanh quản quạt ngược là ưu tiên hàng đầu trong phẫu thuật tuyến giáp đối với mọi phẫu thuật viên. Đây là chúng tôi xin giới thiệu một bệnh nhân đã bị sau khi phẫu thuật tuyến giáp, đây là biểu giáp đa nhân hai bên và bệnh nhân có biểu hiện của một cái khò khứ, các bạn thấy là cái họng mức liên tục co kéo. Những bệnh nhân này nếu nằm cùng phòng với cả những bệnh nhân khác thì không thể ngủ được vì tiếng rít liên tục trong đêm và bệnh nhân rất khó thở và chất lượng cuộc sống thì rất là kém. Thì nguyên nhân gây liệt thần kinh quạt ngược là do những yếu tố kỹ thuật mà chúng ta trong quá trình phẫu thuật, đặc biệt nguy hiểm nhất là chúng ta đã cắt phải dây thần kinh quạt ngược mà chúng ta không biết. Tuy nhiên với những động tác thao tác kỹ thuật chúng ta có thể kẹp vào dây thần kinh quạt ngược, dùng máy hút hút vào dây thần kinh quạt ngược hay những kéo Faber hay là buộc những cái mạch gần quạt ngược, chúng ta buộc cả dây thần kinh quạt ngược vào, và những trường hợp chúng ta dùng dao điện quá gần hoặc là chúng ta dùng đơn cực thì có thể gây bỏng dây thần kinh quạt ngược. Những nguyên nhân này đều có thể gây liệt dây thần kinh quạt ngược. Thế thì sơ bộ chúng ta thấy là về mặt giải phẫu chúng ta thấy là dây thần kinh quạt ngược hai bên thì bên phải và bên trái nó có sự khác biệt với nhau một chút. Đó là phía bên phải thì dây thần kinh quạt ngược do quá trình xuất phát từ trên quạt ngược nó thì ở dưới động mạch dưới đòn nó quay ngược lên. Thế thì thường nó chạy chếch hơn và bên trái thì nó chạy sát hơn cái rãnh khí thực quản. Thế thì tuy nhiên thì khi quá trình chạy quạt ngược lên trên chạy dõng khí thực quản thì nó có một cái cấu trúc giải phẫu mà đôi khi chúng ta cũng thấy là tùy theo bệnh nhân, đó là cái thủy cổ. Thủy cổ đôi khi nó rất to, nó che kín và ở cạnh thủy cổ đôi khi nó có cả tuyến cận giáp trên nữa. Thế làm cho khi chúng ta phẫu thuật đến cái thì này thì việc mà chúng ta không tìm và bảo tồn dây quạt ngược thì rất dễ làm tổn thương dây thần kinh quạt ngược ở những cái góc độ nhìn khác nhau, đặc biệt là trường hợp u nó to, nó xâm lấn thì nó làm cho việc phẫu thuật nó khó khăn hơn rất nhiều. Thì như chúng ta biết là khi phẫu thuật trong cơ thể con người thì không phải lúc nào cũng có hạn định về mặt giải phẫu. Thì đây trên đây người ta liệt kê đến 28 trường hợp là có những cái biến thể khác nhau liên quan đến động mạch giáp dưới. Thì chúng ta thấy là rất nhiều biến thể xuyên qua động mạch giáp dưới, trên, giữa, dưới và rất nhiều nhánh. Chính vì vậy trong quá trình thao tác chúng ta không tìm hoặc là kẹp buộc nhánh giáp dưới cũng có thể làm gây tổn thương thần kinh quạt ngược. Và một cái biến thể nữa cũng ít gặp khoảng 2 đến 3% đó là dây thần quạt ngược. Tuy nhiên nó lại không quạt ngược. Tuy nhiên lại không quạt ngược. Nó có thể tách từ ngang mức cổ hoặc là từ phía trên xuống. Nên là có những hình thái như sau là ngang từ ngang nền cổ lên hoặc là từ trên ngang bờ bờ sụn giáp xuống hoặc là đi vòng xuống lại vòng lên. Chính vì những biến thể này khoảng 2% thôi nhưng mà trong trường hợp khó chúng ta tìm từ dưới lên có thể không thấy thần kinh quạt ngược từ dưới và nếu chúng ta vội vàng cắt thì cũng gây ra liệt thần kinh quạt ngược. Thế thì chúng tôi xin giới thiệu với quý đồng nghiệp đấy là một bài báo phân tích tổng hợp gồm 490 báo thuộc hệ thống ISI từ năm 1980 đến năm 2017. Khi người ta sử dụng hệ thống NIM hay là máy dò thần kinh thì tỷ lệ thần kinh quạt ngược nó đạt đến là 0,6 đến 1,6%. Trong đó 11 bài báo thì có so sánh giữa hai nhóm có sử dụng NIM và không sử dụng NIM, người ta thấy rằng là tổng cái tỷ lệ quạt ngược mà sử dụng NIM thì thấp hơn hẳn là 1,46% so với không sử dụng NIM là 3,01%, trong đó liệt tạm thời là 1,07% và liệt không dùng NIM liệt tạm thời là 2,12%, nhưng liệt vĩnh viễn nếu dùng NIM thì có 0,5% và liệt không dùng NIM là 0,75%.
Thế thì qua tâm phân tích cái bài báo thì chúng ta thấy một điều là người ta đi đến kết luận là khi mà ứng dụng NIM trong ung thư tuyến giáp thì khả năng bảo tồn dây thần kinh quạt ngược của nhóm dùng NIM sẽ cao hơn là nhóm không dùng NIM. Phân tích cái ứng dụng dùng phẫu thuật dùng cái máy dò này trong phẫu thuật nhiều lần mổ đi mổ lại những trường hợp u giáp thì thấy là không có sự khác biệt giữa nhóm dùng ứng dụng máy dò thần kinh và nhóm không dùng máy dò thần kinh. Sử dụng máy dò thần kinh có hiệu quả khi giảm tỷ lệ thần kinh quạt ngược cả hai nhóm phẫu thuật dưới 300 ca một năm và nhóm trên 300 ca một năm. Đây là một cái điểm cut off để người ta chứng minh rằng là đối với một người phẫu thuật mà trên 300 ca một năm thì người ta gọi là một chuyên gia, nghĩa là một người phẫu thuật thành thạo với cái phẫu thuật này, thì thấy là rõ ràng là nó có hiệu quả cả hai nhóm là thành thạo và không thành thạo. Thế thì ứng dụng NIM hay máy dò thần kinh tại Bệnh viện Đại học Y thì được bắt đầu từ tháng 1 năm mùng 1 tháng 10 năm 2017, và với sự giúp đỡ của kỹ thuật thì chúng ta đã tiến hành là thường quy vào năm 2019 với số lượng ứng dụng là trên 500 ca phẫu thuật một năm với cái máy sử dụng là máy NIM 3.0. Thế thì quy trình là rất, các bước sử dụng thì khá đơn giản, máy có màn đợi hình khởi động, chọn vùng phẫu thuật tuyến giáp và chọn cơ quan phẫu thuật là tuyến giáp, và một điều cần phối hợp ở đây đó là với bác sĩ gây mê hồi sức. Khi bác sĩ gây mê đặt ống nội quản thì người ta cần là đặt cái ống điện cực có cảm biến này, cái vùng cảm biến phải nằm giữa hai dây thanh. Đấy là yêu cầu khi mà chúng ta đặt vào ống nội quản có ứng dụng máy dò thần kinh. Thế ngoài ra thì phải có các cái điện cực nối đất, thì trường theo hướng dẫn thì người ta đặt ở xương ức, nhưng mà do quá trình phẫu thuật chúng ta phẫu thuật tuyến giáp nên chúng tôi chuyển sang bên tay để cho nó dễ tránh cái vùng phẫu thuật nó sạch hơn. Thế sau khi đặt xong chúng ta sẽ ống nội quản chúng ta kết nối với máy, thì kết nối với máy thì có những cái dây dẫn từ ống nội quản và điện cực đất và một cái đầu dò thần kinh thì chúng ta nối với bảng điều khiển, và cái việc nối này thì có những cái đầu nối có đánh dấu và rất dễ dàng khi chúng ta lắp đặt. Thế chúng ta tiếp theo là chúng ta phải cài đặt hệ thống test kiểm tra hệ thống, thì trên máy sẽ hiển thị các cái điện cực bên dây thanh phải, dây thanh trái và điện cực đất. Và các cái điện cực này khi nó báo là đã đạt được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành quá trình sử dụng máy ứng dụng cái máy nào. Thế ngoài ra khi chúng ta lắp đặt thì chúng ta thấy nó có một số cái hiện tượng nó sáng sóng nhiễu gây ồn ào, thì ngoài ra có yếu tố tác động đến đó là chúng ta lắp đặt nó chưa chưa theo đúng các cái điện cực. Thứ hai là chúng ta sử dụng giao điện thì nó gây nhiễu nên cần có những bộ phận chống nhiễu. Thế cơ chế hoạt động của máy dò thần kinh là gì? Chúng ta dùng một dòng điện 0,8 A tác động vào dây nghi ngờ dây thần kinh, nếu đúng dây thần kinh thì nó sẽ gây co cơ dây thanh. Từ đó cái cảm biến này nó sẽ tiếp nhận và truyền về máy và chuyển sang một dạng, đó là dạng sóng và dạng âm thanh. Thế thì cái việc chuyển này giúp cho phẫu thuật viên xác định được đây là tổ chức xơ, mạch máu hay là dây thần kinh một cách dễ dàng. Thế là trên đây chúng ta thể nhìn quan sát, đây là đầu dò. Khi chúng ta dò vào các tổ chức liên kết, tổ chức xơ hay mạch máu thì dạng sóng nó là như vậy. Và khi chúng ta dò vào dây thần kinh thì chúng ta thấy dạng nó có một chu trình kích thích co cơ và gây ra hiện tượng, có cái hiện tượng co cơ và biểu hiện trên màn hình như vậy, và có một cái âm thanh phát ra rất là đặc trưng báo hiệu cho phẫu thuật viên là đây là đúng dây thần kinh quạt ngược. Thế thì trong quá trình phẫu thuật chúng tôi thấy rằng là chúng tôi phát hiện ra là bên phải và bên trái đôi khi nó có trường hợp dây thần kinh nó tách nhánh hai nhánh nhỏ. Thế nếu chúng ta mà có máy dò thần kinh thì giúp 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 phẫu thuật viên dễ dàng khi chúng ta tìm thấy dây và bảo tồn được cả nhánh trong và nhánh ngoài, thì đảm bảo cho quá trình chúng ta phẫu thuật thì đảm bảo sự tối tính toàn vẹn của dây thần kinh kể cả chia nhánh nhỏ. Trong một trường hợp đặc biệt nữa mà khoảng 3% những trường hợp khó chúng ta không có dây thần kinh quạt ngược, thì đôi khi chúng ta nếu phẫu thuật thông thường thì cũng ta rất dễ dàng là cắt xong u thì cũng liệt dây thần kinh. Đây là một trường hợp minh chứng là dây thần kinh chạy ngang từ phía trên trên xuống dưới chứ không quạt ngược từ dưới lên trên. Thì minh họa chúng ta sẽ thấy trên hình là dây thần kinh tách ngang từ dây 10 quạt ngược nhưng lại không quạt ngược. Những trường hợp này nếu ta dùng NIM thì ứng dụng máy dò thần kinh thì cũng rất dễ dàng chúng ta phát hiện ra. Nguyên lý như sau là chúng ta thấy là các cái có ba dạng thức là có thể không quạt ngược từ trên cao xuống, từ giữa và từ dưới, thì chúng ta có thể bộc lộ dây 10 và chúng ta dùng đầu dò xác định vào hai điểm A và điểm B ngang mức trên bờ trên xương móng và ngang xương đòn, thì chúng ta thấy nếu điểm A và điểm B cùng có kích thích như nhau thì chứng tỏ là dây thần kinh này có quạt ngược.
Nhưng nếu chúng ta đáp ứng kích thích dây 10 và điểm A này có phản ứng nhưng điểm B lại không có, chứng tỏ chúng ta sẽ xác định bệnh nhân này không có quạt ngược, thì chúng ta sẽ đổi chiến lược phẫu thuật thì sẽ đảm bảo được việc chúng ta bảo tồn được dây quạt ngược tốt hơn trong những trường hợp biến đổi giải phẫu như vậy. Thế thì chúng tôi ứng dụng máy, sử dụng máy dò thần kinh, chúng tôi thấy rằng là cái thời gian ống nội quản không lâu hơn so với nội quản thường. Thời gian cài đặt máy thì cũng khá là đơn giản, từ khoảng 2 phút. Và lưu ý khi gây mê thì chúng ta không bôi chất gây tê vào ống nội quản. Vùng cảm biến trong ống nội quản phải tiếp xúc với dây thanh. Chọn kích thước ống nội quản thì phải phù hợp. Thế thì chủ yếu là chúng ta chọn ống số 6, số 7. Thường là số 7 là phù hợp với người Việt Nam. Và không sử dụng giãn cơ khi chúng ta ứng dụng máy dò thần kinh. Thì đánh giá trong mổ thì chúng tôi thấy rằng là thời gian tìm dây quạt ngược thì khá đơn giản. Bên phải hay bên trái chúng ta trong các trường hợp thì quanh trong khoảng 2 phút là chúng ta có thể tìm thấy dây thần kinh. Thời gian giải phóng một thùy tuyến giáp nếu chúng ta tìm thuận lợi thì chỉ có khoảng 10 phút mỗi bên. Vậy thời gian toàn bộ một cuộc phẫu thuật từ lúc gây mê cho đến lúc đóng vết mổ toàn bộ thì chiếm 55,18 phút trong trường hợp cắt toàn bộ tuyến giáp. Thế đánh giá trong mổ thì chúng ta thấy rằng sự phân chia ở dây thần kinh thần quạt trước khi vào khí quản có thể xác định được bằng máy dò thần kinh, phân biệt dây thần kinh với các cấu trúc khác trong trường hợp nó khó khăn, ví dụ như là động mạch, những bệnh động mạch, tĩnh mạch giáp dưới, các tổ chức xơ sẹo trong trường hợp mổ lại và các tổ chức liên kết. Thế thì trong khi mổ thì đôi khi cái máy dò thần kinh chúng ta cũng có gặp trục trặc, đó là trường hợp mất tín hiệu trong mổ. Thì khi mất tín hiệu thì trong khi phẫu tích thì chúng ta sẽ kích thích cái dây thần kinh 10 bên đối diện. Nếu mà chúng ta thấy nó âm tính thì chứng tỏ là mất tín hiệu giảm. Chúng ta phải tìm các nguyên nhân như ống nội quản có sai vị trí không, thiết bị monitor có hoạt động bình thường không và sử dụng giãn cơ như thế nào. Nếu mà bên đối diện cũng cũng mất tín hiệu là thế thì chúng ta phải xem là đây là có trường hợp nó có tổn thương dây thần kinh thật sự. Thế thì còn nếu trong việc sau phẫu 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 tích thì chúng ta thấy là kiểu chúng ta nếu mà kích thích dây thần quạt ngược ở điểm tiếp xúc thanh quản mà thấy dương tính thì đấy là mất tín hiệu thật. Đấy là những cái minh chứng mà chúng ta thấy nếu sử dụng cái máy dò thần kinh này có thể giúp các phẫu thuật viên có thể sau khi phẫu thuật có thể khẳng định là cái quy trình phẫu thuật của chúng ta có bảo tồn dây thần kinh quạt ngược hay không, và cái tính kể cả về hình thái nó còn nguyên vẹn thì cái chức năng của dây thần kinh có hoạt động hay không, cái đấy chúng ta có thể xác định được chắc chắn. Thế thì vai trò của máy dò thần kinh trong phẫu thuật tuyến giáp là gì? Chúng ta sẽ tìm và xác định dây thần kinh quạt ngược trong mổ, đặc biệt là khi những trường hợp hiếm gặp khoảng 2 đến 3% là thần kinh không quạt ngược, xác định được cái tổ chức được cắt bỏ có chứa dây thần kinh hay không, phân biệt được dây thần kinh với mạch máu vào tổ chức xơ, đặc biệt là trường hợp bệnh nhân mổ lại. Khi mà giải phóng dây thần kinh từ dưới lên thì chúng ta thấy những trường hợp dây thần kinh nó xuyên qua dây chằng Berry, thì nếu chúng ta ứng dụng cái máy dò này sẽ giúp phẫu thuật viên dễ dàng xác định cái dây thần kinh khi nó xuyên qua dây chằng và giúp quá trình phẫu tích nó dễ dàng hơn. Chúng ta xác định được tính nguyên vẹn dây thần kinh trong mổ và xác định vị trí tổn thương dây thần kinh quạt ngược khi chúng ta phẫu thuật. Điều này rất là quan trọng đối với những cái trung tâm lớn ở các nước trên thế giới, thì việc sử dụng máy dò thần kinh trong phẫu thuật tuyến giáp là thành thường quy. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai ở Việt Nam thì cái việc ứng dụng này nó càng lan rộng vì nó đảm bảo cái tính toàn vẹn, tính pháp lý cho người bệnh. Thế những khó khăn khi chúng ta sử dụng máy dò này là gì? Thì chúng ta thấy là quá trình cài đặt máy đôi khi nó mất thời gian hơn một chút. Quá trình đặt ống nội quản thì đòi hỏi là bác sĩ gây mê thì phải hỗ trợ phẫu thuật viên đặt đúng vị trí, test kiểm tra máy và tránh yếu tố gây nhiễu. Ngoài ra đôi khi trong phòng mổ thì chúng ta thấy là cái máy này nó nhiễu thì có thể gây tiếng ồn, gây khó chịu. Và việc trong điều kiện kinh tế của Việt Nam thì việc sử dụng ống nội quản thì giá thành còn tương đối cao, nên chúng tôi phải tính phương án là tái sử dụng cái ống nội cái quản đó, nên làm cho cái quy trình của chúng ta nó cũng khác so với thế giới. Thế ngoài ra thì chúng tôi cho quá trình sử dụng thì tôi cũng vì tái sử dụng ống nên chúng tôi cũng thiết kế ra một cái máy kiểm tra được cái điện cực ống nội quản trước khi đặt vào lần hai cho bệnh nhân để đảm bảo cái tính toàn vẹn của cái ống nội khí quản. Thế những yếu tố gây nhiễu khi chúng ta sử dụng là gì? Nhiễu có thể do sử dụng giao điện, lỗi tại máy, ví dụ như hỏng cầu chì, lỗi bộ điện cực nhắm được cắm nhầm điện cực, rồi do que dò hỏng hoặc bệnh nhân chưa được gây mê sâu hoặc là không sử dụng giãn cơ thì là đảm bảo quá trình chúng ta sử dụng máy nó tốt nhất. Thì ứng dụng mở rộng khi mà dùng các cái thiết bị máy dò thần kinh thanh quản trong phẫu thuật thì người ta có thể ứng dụng mở rộng cho trường hợp nạo vét hạch cổ, những hạch cổ rồi tuyến cận giáp, rồi phẫu thuật những cái khối u thực quản cổ, rồi phẫu thuật cột sống cổ thì vẫn có thể ứng dụng đến cái thiết bị này.
Thế chỉ định trong sử dụng ứng dụng máy dò thần kinh thanh quản thì trên thế giới người ta tổng kết ra thấy 9 nhóm. Thứ nhất là phẫu thuật ung thư tuyến giáp, trong đó phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp là được ứng dụng. Những bệnh nhân basedo có chỉ định phẫu thuật, những bệnh nhân ung thư tuyến giáp gần nạo vét hạch cổ, đặc biệt là nhóm 6. Những bệnh nhân phẫu thuật lại mà các mốc giải phẫu nó bị biến đổi, xơ dính, sẹo dính nhiều. Những trường hợp u tuyến giáp kích thước lớn, nghi ngờ có sự xáo trộn vị trí của dây thần kinh thanh quản quạt ngược. Những bệnh nhân có đảo ngược phủ tạng, những bệnh nhân bị liệt dây thần kinh thanh quản một bên và có chỉ định phẫu thuật bên còn lại thì chúng ta phải ứng dụng cái máy dò này để đảm bảo an toàn. Phẫu thuật tuyến cận giáp và những bệnh nhân có yêu cầu cao về giọng như giáo viên, ca sĩ, vân vân. Và xu hướng mới trong tương lai thì trên thế giới người ta đã ứng dụng cái đầu dò thần kinh gắn vào dây 10 và theo dõi toàn bộ quá trình phẫu thuật của phẫu thuật viên để giúp cho phẫu thuật viên khi phẫu tích đến đâu thì đều có tín hiệu báo về đó có là phải là tín hiệu từ dây thần kinh hay không để đảm bảo quá trình phẫu thuật nó an toàn tối đa. Thế đây là bài trình bày giới thiệu của tôi về quá trình sử dụng NIM ứng dụng của Bệnh viện Đại học Y. Xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn thầy Trung ạ. Xin mời các đầu cầu, các thầy cô, các bạn đồng nghiệp có câu hỏi gì cho giáo sư Trung không ạ? Xin hỏi thầy Trung thì thực ra trong cái yếu tố nhiễu thì rất là nhiều đúng không ạ? Yếu tố nhiễu thế thì đặc biệt là trong những cái trường hợp mà mổ lại để cắt lại u nó tái phát, cái kỹ thuật sẽ nhiễu vào. Chúng ta đang bị nhiễu tiếng từ bên ngoài. Vâng, tức là trong những trường hợp ấy, nếu mà có trường hợp nào mà khi mà chúng ta đặt cái máy NIM ấy thì nó ra một cái tín hiệu mà dương tính giả không? Thưa Phó sư Thành thì khi chúng ta mà ứng dụng cái máy dò này thì về lý thuyết thì là khi phải có cái tín hiệu dẫn truyền thần kinh từ dây thần kinh thật, là phải từ dây thần kinh dẫn truyền đến cung phản xạ đến dây thanh thì nó mới tạo một cung phản xạ. Thế thì nếu mà dương tính giả thì không bao giờ có, vì nếu không phải dây thần kinh thì không bao giờ có, thì có âm tính giả thì có, nhưng dương tính giả thì không có. Chính vậy nên là khi mà máy dò thần kinh thì hỗ trợ phẫu thuật viên một cách gọi là hiệu quả nếu mình sử dụng cách đúng cách, và cũng vẫn đòi hỏi phẫu thuật viên là phải có cái kỹ thuật cơ bản về phẫu thuật tuyến giáp, chứ không nó cũng không thay thế được cái bộ óc và sự phán đoán. Vâng, chúng ta vẫn phải sử dụng những cái mốc giải phẫu đúng không? Vâng. Vâng. Cảm ơn thầy Trung ạ. Vâng, nếu các thầy cô không còn ý kiến gì thì chúng ta sẽ chuyển sang các chương trình của buổi hội chẩn hôm nay với